Xin kính chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng chặt đạn nha anh em. Số điện thoại của mình là 0915 434 973 anh em nhé. Nếu có nhu cầu mua các phụ tùng in theo xe của các dòng quay rim, dòng xe rim quay future có thể liên hệ mình nha anh em. Rồi hôm nay trở lại với cái clip mới thì mình có để trên tiêu đề là mình đã thay đổi cái suy nghĩ về sử dụng quả LED. Thì tại sao lại như vậy? Thì để nói cho anh em nghe về cái lý do ha. Thì đầu tiên á là ngày trước mình không thích sử dụng quả LED, tại vì so với cờ lê á, này thì cái mỏ LED nó không có chắc chắn bằng à. Thì đó là cái suy nghĩ ngày trước của mình, tại vì cái mỏ lê cái cờ lê anh em thấy cái này nó không có di chuyển à, cho cái độ siết của chúng ta nó chắc chắn hơn, cái độ lực tay cầm nó chắc chắn hơn à. Cũng như là cái tip à, cái tiếp ống ha, thì cái này nó cho cái độ siết rất là tốt, bám ốc rất là tốt, không có hư ốc. Thì vừa khác với lại cờ lê và cái tiếp thì mỏ LED ngày trước mình xài, thì đa số mình xài những cái thương hiệu của Việt Nam thôi anh em, thì nó cho cái chất lượng siết rất là dở. Nếu mà con ốc mà chỉ cần quá hơi sét thôi á, ta siết có thể nó bị hư ốc luôn ha, nếu không ra có thể hư ốc, vì á cái phần này của nó rất là lỏng nha anh em. Phần này này rất là lỏng nha, do nó siết cái này này nó lỏng lắm. Còn thì hôm bữa mình có một người gửi cho mình hai cái mỏ LED, thì cũng giống như là một cái số nhà phân phối khác thì gửi cho mình xài thử anh em. Thì rất là nhiều bên đơn vị họ chào hàng mình những cái sản phẩm mới ha, để hợp tác kinh doanh, thì gửi cho mình một cái mỏ LED hàng nội địa của Nhật Bản nha anh em, hàng nội địa của Nhật này, ở trên này nó có chữ giao băng này đó anh em thấy không, Japan nè. Đó thì gửi cho mình hai cái, một cái nhỏ nữa, cái nhỏ mình cất rồi, cái đó nó còn mới quá mình không có xài. Thì mình bữa giờ mình cũng có vặn nhiều bằng mỏ LED, tại vì á nếu như chúng ta xài mỏ LED á, thì chúng ta chỉ cần một mình nó thôi, mình nó thôi là ta vặn được từ con ốc 8 như tới từ con ốc 6-7 luôn, cho tới con ốc 20, con này phải vặn đến tới con ốc 20 mấy rồi nè. Còn tại con ốc 17 nó tầm như đây à, 17 nó còn như đây thôi đó, phải con tới con 20-20 mấy luôn à. Đó thì nó rất là đã, nhưng mà tại sao mà lại nói như vậy, tại vì nha anh em, cái cây này á nó khá là nặng nha anh em, vật liệu nó rất là dày luôn, thì cui à, nó thẳng anh em rất là dày luôn, nó không phải eo đã đâu, rất dày rất nặng. Và cái con vặn của nó nè, vặn rất là sướng nha, nó đã luôn, mình không có bị một cái hiện tượng là nó giật anh em hiểu không, nó bị giật, nó bị khựng anh em. Cái này vặn là chúng ta vặn là ta đẩy một tay nó đi này, thấy không có hiện tượng là giật nha anh em nha. Còn riêng cái đồ mà đồ Việt Nam anh em, nói thật luôn, đồ Việt Nam anh em luôn, không có chê gì, nhưng mà sự chất lượng là một cái mỏ LED của Việt Nam á, đồ mới luôn, mua mới luôn á, về vặn cái này nó vẫn khựng ra nè, không bao giờ mượt như vậy nha. Thứ hai là cái độ bám của cái đầu này anh em, mình vặn bữa giờ cũng nhiều rồi, nhưng mà anh em thấy không, nó còn nguyên này, không có bị sứt mẻ gì hết ha. Đó, nguyên, anh em thấy nguyên răng không? Và cái đặc biệt của nó anh em là cái cốt nó làm nối đây với đây này, rất là chắc, rất là khít. Khi mà anh em vặn á, nó cho một cái độ bám ốc rất là tốt nha. Đây mình sẽ cho anh em xem này, anh em thấy nó khít không? Đó, rất là khít ha. Thì nó cho cái độ bám ốc rất là tốt. Thì việc này á, nó giúp cho chúng ta vặn nó không bị trượt con ốc, khiến cho con ốc nó bị hư, anh em hiểu không? Đó. Và ngoài ra thì cái cây này nó mang cái tính thẩm mỹ khá là cao anh em ơi. Cái mức xì của nó phải nói là rất là đẹp luôn, anh em thấy sáng không? Rất đẹp nha. So với những cây Việt Nam thì thực sự cây này rất là đẹp. Đây mình có một cái cây kiềm chết của Việt Nam này, mình lấy cho anh em xem cái màu của nó. Này nó cũng là US gì đây này, nhưng mà anh em nhìn thấy cái nước xì của nó, cái nước xì của nó xuống sần đấy, nhưng mà nó không có đẹp. Em thấy nó có bị, nó bị đen không anh em? Em thấy nó bị đen không? Còn cây này cái nước xì của nó này, cái này cũng hàng cũ nha anh em, nhưng phải hàng mới nha. Nhưng mà nước xì của nó rất là đẹp, em thấy cái nước xì của bên này nó sần, nhưng mà nó sần rất là xấu ha. Mà cây này cũng là hàng tốt rồi đó, hàng gì đó, nhưng mà cũng không phải là hàng thực sự
sự là tốt, gọi là hạt xịt. Anh em thấy cái nước xì của nó không thể nào bằng được cái cây này ha. Xì, anh em thấy không? Trên một vực. Cây này cái nước xì của nó rất là đẹp. Phải gọi là như vậy. Thì đó, đó là cái việc mà mình nói về cái cây mỏ lết này. Mỏ lết nó khác cờ lê nha anh em. Cờ lê là cái không có mặt được. Trong thời gian tới thì mình đã bàn với lại bên cung cấp rồi, có thể là mình sẽ nhập về số lượng lớn để cung cấp cho anh em. Thì giá sẽ rất là tốt thôi, không chênh lệch so với hàng Việt Nam nhiều. Đó, những anh em thực sự có nhu cầu thì có thể đón chờ những cái clip mới của bên shop, mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm này nhiều hơn cho anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hy vọng được gặp anh em ở những clip tiếp theo nha.